Marketing, từ thời đại 1.0 cho tới cách mạng 4.0 hiện nay, vẫn luôn là chức năng quan trọng đem lại sự phát triển bền vững cho mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc có được những nhân sự marketing chất lượng là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp để đảm bảo tốc độ mở rộng quy mô cũng như sự ổn định trong hệ thống tổ chức. Chúng tôi tin rằng mỗi nhân sự marketing được đào tạo bài bản và chất lượng sẽ góp phần đem lại sự tăng trưởng vượt bậc cho các doanh nghiệp. Họ không chỉ giúp doanh nghiệp lắng nghe thị trường để cải thiện chất lượng sản phẩm, mà còn giúp khách hàng hiểu đúng, chọn đúng giải pháp cho vấn đề của mình. Tomorrow Marketers được xây dựng với mong muốn góp phần thay đổi chất lượng nguồn nhân lực marketing trẻ, đồng hành cùng hàng ngàn bạn trẻ trên hành trình sự nghiệp. Chúng tôi nhận ra rằng hành trình đó có rất nhiều nỗi băn khoăn. Làm thế nào có đủ nền tảng kiến thức để bước vào ngành marketing và thăng tiến trong sự nghiệp? Thời đại công nghệ nhiễu loạn thông tin, làm thế nào để tiếp thu kiến thức một cách có định hướng? Học tập thế nào để thích nghi với sự thay đổi chóng mặt của thị trường? Những vấn đề đó không thể được giải quyết trọn vẹn bằng các giải pháp ăn liền, mà cần một hệ thống kiến thức trang bị tư duy bài bản. Mong muốn của Tomorrow Marketers là không chỉ đưa các bạn trẻ bước vào ngành marketing, chúng tôi muốn đồng hành cùng các marketers trên suốt hành trình sự nghiệp của mình. Chất lọc tinh hoa làm marketing tại các tập đoàn lớn, kết hợp kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn vào các doanh nghiệp SME, Tomorrow Marketers xây dựng hệ thống khóa học cho marketers ở mọi giai đoạn phát triển sự nghiệp. Bước vào ngành marketing, phát triển sự nghiệp, xây dựng chiến lược, điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng kho thư viện kiến thức khổng lồ gồm hàng ngàn bài đọc chuyên đề, tài liệu nội bộ, template thực thi và case study dành riêng cho học viên. Đồng thời, kết nối cộng đồng marketer trẻ với những người trong nghề thông qua các sự kiện online webinar và hệ thống kênh thông tin cập nhật xu hướng marketing hiện đại. Tomorrow Marketers tự hào đồng hành cùng hơn 15.000 học viên trong 8 năm qua với 350 lớp học và hơn 40 chuyên đề, nhiều năm kinh nghiệm từ nhiều ngành hàng khác nhau. Tomorrow Marketers, advancement today, advantage tomorrow.